Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Từ Lạ Thành Thương. Mình là Tấn Phong và là chàng trai số 2. Mới đó mà đã hết 5 ngày 4 đêm. Cũng thật là nhanh. Và cái cảm xúc của tôi hiện tại bây giờ là nó vẫn nguyên vẹn như chính những ngày đầu tiên mà được gặp gỡ tất cả năm bạn nữ ngày hôm nay. Đến với chương trình này thì tôi rất hy vọng là tìm được một người thương, một nửa của mình còn lại. Và tôi tin vào cái duyên đã đưa mình đến đây. Và có một cái điều chắc chắn rằng sau chương trình này thì tôi sẽ mãi không bao giờ quên được những gương mặt rất là thân thương, những tính cách khác nhau ở chung trong một ngôi nhà chung, nhiều cảm xúc mà không thể nào nói lên được. Và tôi cảm thấy rất vui về điều đó. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả năm bạn nữ đã cùng nhau sống chung trong ngôi nhà chung trong những ngày vừa qua. Mình rất là vui vì lần đầu tiên mình tham gia một cái chương trình truyền hình thực tế mà được quay ở tận Hàn Quốc, cho nên là cái cảm xúc của mình đến bây giờ vẫn còn, vẫn rất là vui. Thì khi mà chương trình phát sóng rồi thì ba mẹ có xem thì cũng hơi bất ngờ và cũng có hỏi là mình đã tham gia từ bao giờ, và mình cũng có kể lại cái quá trình quay, cũng giống như là làm cái mong muốn của mình khi đi đến chương trình để tìm một nửa của mình, giống như là tiêu chí của chương trình Từ Lạ Thành Thương đã đặt ra. Điều mà mình cảm thấy nhớ nhất khi tham gia chương trình đó chính là điều đầu tiên, đó chính là được quen biết với tất cả các bạn trong ngôi nhà chung. 10 bạn với 10 tính cách khác nhau. Điều thứ hai nữa đó chính là mình trải qua được nhiều cảm xúc khác nhau của chương trình mang lại. Đó là hai điều mà mình cảm thấy nhớ nhất trong suốt cái quá trình thực hiện chương trình Từ Lạ Thành Thương tại Hàn Quốc. Thì mình vẫn không tìm được một nửa của mình giống như lúc đầu mình đặt ra với cái tiêu chí của mình, đó là mình đến để mình có được một cái cuộc hẹn hò với một trong năm bạn nữ. Nhưng mà rốt cuộc thì không có, thì điều này mình cảm thấy hơi buồn. Nếu mà được tham gia chương trình Từ Lạ Thành Thương một lần nữa thì cái điều mình sẽ thay đổi đó chính là mình sẽ dạn dĩ nhiều hơn và tìm hiểu những bạn nữ kỹ hơn, cũng giống như là mình sẽ bộc lộ cá tính mình một cách rõ nét hơn nữa để cho tất cả người chơi trong Từ Lạ Thành Thương hiểu hơn về mình, cũng như là tìm được một nửa của mình. Thật sự lúc đầu thì mình có cái cảm giác đặc biệt với bạn số 4. Tại vì với mình, ấn tượng ban đầu lúc nào nó cũng quan trọng hết, là khi mà mình nhìn bạn nữ số 4 là một người phụ nữ rất là thông minh và hiện đại, thì đó chính là cái gu mà Phong thích và Phong hướng đến để tìm hiểu. Nhưng mà sau đó thì qua thời gian sống chung ở trong ngôi nhà chung 5 ngày 4 đêm thì nó cũng có những cái điều mà mình bộc lộ ra bên ngoài, những cái cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài, thì Phong thấy bạn nữ số 4 không còn là đối tượng để cho mình có thể tìm hiểu đến nữa, thì mình đã chuyển sang bạn nữ số 1. Thì với mình, bạn nữ số 1 ấn tượng ban đầu đối với mình thì bạn ấy vẫn là một cô gái rất là xinh. Nhưng sau đó thì mình đã biết được bạn ấy có một cái đối tượng khác, đó chính là bạn nam số 3. Thì cho nên là mình đã dần dần rút cái cảm xúc của mình về, cũng giống như là khi mà mình ra về một mình thì đó chính là cái cảm xúc thật của mình nhất. Tại vì đối với mình là mình lúc đầu khi mà đối với Phong trong tình yêu thì Phong yêu bằng con tim, nhưng mà sau đó Phong sẽ thực hiện theo lý trí của mình. Này, em đợi anh từ nãy đến giờ, xong anh ra anh bảo em khi khác là sao? Thôi sorry em, thì khi khác anh phải cho em một lý do như vậy sao được? Bây giờ trễ rồi. No. Tại vì anh tưởng đâu sớm chút xíu thôi. Sorry. Này, em đã đợi anh từ rất là lâu, từ nãy đến giờ anh ra anh nói em hiện như vậy, xong rồi cuối cùng đợi, nãy giờ đều là đợi anh mà. Cho nên khi mà quý vị khán giả coi trong 3 tập của Từ Lạ Thành Thương thì sẽ thấy Phong có những cái cảm xúc, cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó chính là Phong điều khiển theo cái lý trí của mình. Nếu mà được quay lại thì điều mà mình muốn thay đổi thì chắc là mình sẽ cố gắng tiếp xúc và nói chuyện nhiều với anh số 2 hơn, vì mình cảm thấy là anh có một cảm xúc khá là mạnh, kiểu như là có cảm xúc khá là mạnh, là anh chưa kiềm chế được tính nóng ấy, thì kiểu như là lúc đấy bọn mình cũng chưa có nhiều thời gian để tiếp xúc với nhau, thì mình cảm thấy là anh cũng hơi khó gần. Nhưng mà xem xong chương trình rồi mình cũng thấy ra tâm sự của anh. Vậy thì nếu mà bây giờ quay lại thì bạn có nghĩ là mình sẽ chọn một số thời gian cơm chung không? Nếu mà có thời gian
thì mình nghĩ là mình cũng sẽ chọn anh số 2 ăn cơm chung trong một ngày để tìm hiểu anh rõ hơn và tính cách của anh hơn. Biết đâu mà đến lúc đó mà bạn nữ số 3 chọn Phong là người ăn cơm tại thời điểm đó thì biết đâu chính Phong với bạn nữ số 3 sẽ là người thành cặp trong chương trình Từ Lạ Thành Thương. Có một chút xíu nhỏ thôi, là đa số là bạn bè cũ từ thời trung học phổ thông. Và có những khán giả coi, khi mà coi cái chương trình đó thì mình đi ra bên ngoài thì vẫn có một hai khán giả nhận ra mình là cái anh đó tham gia chương trình Từ Lạ Thành Thương. Và cuối cùng không thành đôi với ai hết. Trong bốn vị cố vấn của chương trình Từ Lạ Thành Thương thì mình có ấn tượng với Sam nhiều nhất. Tại vì Sam có những cái lời nhận xét cũng như là chia sẻ rất là giống với cảm xúc của Phong khi mà tham gia chương trình Từ Lạ Thành Thương tại thời điểm quay hình tại Hàn Quốc. Mình nên là tin tưởng đi chứ, tại vì đối với Phong lúc đầu thì thật sự là Phong cũng không tin tưởng vào những show hẹn hò, vào những truyền hình thực tế. Nhưng khi mà mình tham gia chương trình Từ Lạ Thành Thương về á, thì mình có một cái nhìn khác là cứ tham gia đi, biết đâu trong đó bạn sẽ tìm được một nửa của chính mình thì sao. Nếu như cái duyên mà do mình không quyết định được thì mình cứ để cho ông trời quyết định. Mình nghĩ là những cái comment đó thì khán giả thì họ có quyền thắc mắc về những cái điều đó. Thì nếu như mà khán giả muốn biết chi tiết hơn thì nên inbox riêng cho Phong để Phong có thể trả lời câu hỏi này với tất cả mọi người. Phong xin chúc tất cả các bạn, những thí sinh tham gia chương trình Từ Lạ Thành Thương những tập sau này sẽ sớm tìm được một nửa của mình và luôn luôn sáng suốt trong những sự lựa chọn, cũng giống như là sẽ sớm thành công trên cái con đường mà mình đã chọn trong chương trình Từ Lạ Thành Thương. Trước thêm năm mới Xuân Canh Tí năm 2020, Tấn Phong xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán giả gần xa của chương trình Từ Lạ Thành Thương một năm mới sức khỏe dồi dào, tiền vào ào ào và luôn luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình. Chúc mừng năm mới! Good, good, good.